Đạp xe rơi xuống mương nước, bé trai may mắn gặp được ân nhân ngay sau đó. Nam thanh niên đem túi to đi trộm bóng đèn. Cảnh sát giao thông truy đuổi tài xế bỏ chạy và cái kết. Cô gái bị mất điện thoại iPhone 12 ngay tại cửa hàng tiện lợi chỉ trong tích tắc. Sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 8 tháng 1, bé trai khoảng từ 6 đến 7 tuổi đi xe đạp gần khu vực mương nước. Vì tò mò, cậu bé cúi đầu xuống xem và không may rơi xuống dưới. May mắn là một người đàn ông đậu xe gần đó đã phát hiện vụ việc. Người này vội vàng mò xuống mương để cứu cậu bé. Cuối cùng bé trai cũng được đưa lên bờ an toàn. Khi người đàn ông hỏi thăm, cậu bé chạy ngay về nhà ở cách đó không xa. Sau vụ việc, người thân của cậu bé đăng đoạn clip lên mạng xã hội, bày tỏ cảm kích với người đàn ông tốt bụng. Được biết, bé trai chơi đạp xe một mình khi bố mẹ chưa về, còn người nhà đang bận nấu ăn. Sau khi biết cháu được cứu sống, ông bà nội của bé đã có lời cảm ơn. Hành động đẹp của người đàn ông cũng được dân mạng ủng hộ khen ngợi. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng đoạn clip cũng là bài học cho các bậc phụ huynh về việc trông nom trẻ nhỏ. Camera hành trình của một chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường ghi lại hình ảnh một tài xế điều khiển xe ô tô phóng nhanh lạng lách trên đường, cố tình bỏ chạy khi bị xe của cảnh sát giao thông truy đuổi. Sau khoảng một đoạn đường dài lạng lách nguy hiểm, chiếc xe cuối cùng cũng bị xe của cảnh sát giao thông chặn lại. Đáng chú ý, khi bị xe của cảnh sát giao thông chặn lại, tài xế cố thủ một lúc sau mới chịu mở cửa xuống xe để phối hợp làm việc với phía cảnh sát giao thông. Cư dân khu vực quận 7 thành phố Hồ Chí Minh khá bức xúc phản ánh thường xuyên bị mất trộm bóng đèn. Đoạn clip camera người dân tại khu vực phường Tân Thuận Đông, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh vào rạng sáng ghi lại một đối tượng mặc quần đùi đi xe cũ, trước có mang theo giỏ chắc là để đựng và thu gom bóng đèn. Khi tới trước nhà dân, thủ thuật chuyên nghiệp, đối tượng đứng trên yên xe máy để với tay gỡ bóng đèn vào giỏ rồi chạy xe đi. Thiết nghĩ với cái giỏ thế kia thì đi từng nhà chắc thu gom được một lượng khá lớn. Hy vọng chính quyền địa phương ra tay xử lý nghiêm những trường hợp như trên. Theo đoạn clip ghi lại, cô gái đang thanh toán tiền tại quầy. Trong lúc xếp hàng thì một người phụ nữ mặc váy trắng, tay trái giả vờ lựa đồ, rồi áp sát cô gái. Sau đó nhanh tay lấy điện thoại và giấu sau lưng. Ngay sau khi bị mất điện thoại, cô gái không hề hay biết, chỉ đến khi về phòng tìm lại không thấy mới trở lại cửa hàng nhờ kiểm tra camera an ninh, đồng thời trình báo lên công an truy tìm người phụ nữ lấy cắp. Chiếc điện thoại cô gái này mất là iPhone 12 màu trắng có giá 30 triệu đồng, vừa được bạn tặng cách đây một tuần. Giờ đó là cuối năm, là thời gian có nhiều trộm cắp, vậy nên mọi người ai cũng nên đề cao cảnh giác để tránh bị mất tài sản nha. Chúng tôi là Sài Gòn TV và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để xem những đoạn clip camera nổi bật mỗi ngày.